Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối diện với sức ép về việc phải chấp nhận tranh luận lần thứ hai với bà Kamala Harris trong bối cảnh ứng viên Đảng Dân Chủ đã đồng ý tham gia sự kiện tranh luận trên đài CNN vào tháng 10. Các nghị sĩ Cộng hòa và giới quan sát đều cho rằng ông Trump không nên bỏ qua cơ hội tranh luận lần thứ hai với bà Harris. Theo các thành viên Đảng Cộng hòa, ông Trump đang có cơ hội để thể hiện một phiên bản kỷ luật hơn so với cuộc tranh luận trên đài ABC, nơi mà nhiều cử tri cho rằng bà Harris là người chiến thắng. Giới quan sát cũng cho rằng cựu Tổng thống Mỹ không phải chịu rủi ro gì nếu tranh luận lần hai, bởi màn thể hiện của bà Harris không tạo ra quá nhiều khác biệt trong kết quả thăm dò toàn quốc. Một cựu cố vấn của ông Trump cho biết, chúng ta đang ở trong một cuộc đua rất xì xào. Tôi nghĩ ông Trump không nên bỏ qua cơ hội được tiếp cận một lượng lớn cử tri Mỹ. Một số đồng minh của ông Trump cũng nhận định, cuộc tranh luận thứ hai là thời cơ để cựu Tổng thống làm rõ những chính sách quan trọng của mình. Một nhà tài trợ của ông Trump tuyên bố, ông Trump không nên bị bà Harris khiêu khích như trước, chỉ cần tập trung vào các chính sách, ông ấy sẽ thắng. Về phía Đảng Dân Chủ, bà Harris đang thúc giục ứng viên Đảng Cộng Hòa chấp nhận tranh luận lần thứ hai trên đài CNN. Bà Harris phát biểu trong một cuộc vận động ở New York. Chúng tôi nợ các cử tri Mỹ một cuộc đối đầu khác. Ông Trump không nên né tránh việc này. Người dân Mỹ xứng đáng được lắng nghe kế hoạch của ông Trump là gì, kế hoạch của tôi là gì. Ở chiều ngược lại, ông Trump đang tỏ ra không hào hứng với việc phải tranh luận lại với bà Harris. Bà ấy chỉ phải tranh luận một lần, trong khi tôi phải tranh luận với ông Biden trước đó. Ông Trump cho biết, tôi không ngại việc phải lên sân khấu, nhưng đã quá muộn rồi, phần lớn cử tri đã đưa ra quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm có thể tác động lớn đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris. Theo Bloomberg, trong ngày 18 tháng 9, Fed đã thông báo điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2020, qua đó giảm lãi suất 50 điểm cơ bản 0,5% về mức 4,75 đến 5%. Chủ tịch Fed Jeremy Powell cho biết, quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sức mạnh của thị trường lao động và giảm lạm phát bền vững xuống mức 2%. Hội đồng luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ để đối phó với các rủi ro phát sinh. Theo truyền thông Mỹ, việc Fed cắt giảm lãi suất tại thời điểm này có thể gây ra tác động lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ngay sau khi thông báo kể trên được đưa ra, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có những phản ứng trái ngược nhau. Đây là một con số bất thường và là khoản cắt giảm lớn. Tôi nghĩ rằng đây là phản ứng trước một nền kinh tế tồi tệ hoặc là một chiêu trò chính trị. Nhưng đây là một tin xấu với bà Harris, bất kể động cơ của Fed là gì. Ông Trump nói trong sự kiện vận động ở Manhattan. Ở chiều ngược lại, bà Harris lại tỏ ra hoan nghênh quyết định của Fed, khẳng định đây là tín hiệu tích cực với những người dân Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả lạm phát. Bà Harris tuyên bố, tôi biết giá cả hiện nay vẫn còn quá cao với tầng lớp trung lưu. Và ưu tiên hàng đầu của tôi khi trở thành Tổng thống là tiếp tục giảm chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, nhà ở và thực phẩm. Đây là điều trái ngược với những gì ông Trump muốn làm nếu trở lại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 9 đã đổ lỗi cho các phát ngôn của phe Dân Chủ dẫn đến việc mình bị ám sát. Ông Trump hôm Chủ nhật vừa qua đã bị một tay súng tìm cách ám sát khi ông đang chơi golf ở bang Florida. Đây là âm mưu ám sát ông Trump lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tháng. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức Fox News ngày 16 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng các phát ngôn của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris là nguyên nhân ông bị ám sát hôm Chủ nhật vừa qua. Theo ông Trump, thì các phát ngôn của Tổng thống và Phó Tổng thống coi ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ cùng với các vụ kiện chống lại ông, đã kích động một số kẻ nguy hiểm, như những tay súng tìm cách ám sát ông. Ngoài ra, thì ông Trump cũng chỉ trích cuộc tranh luận tuần trước với Phó Tổng thống Harris là thiên vị đối thủ Đảng Dân Chủ, khi cả hai người điều phối chương trình của hãng tin ABC News đều về phe bà Harris. Ông Trump hôm Chủ nhật vừa qua thì đã bị một tay súng tìm cách ám sát khi ông này đang chơi golf ở bang Florida. Đây là âm mưu ám sát ông Trump lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tháng. Kẻ tình nghi đã ra tòa ngày 16 tháng 9 và bị buộc tội sở hữu súng không rõ số seri và sở hữu súng khi đang là tội phạm bị kết án. Kẻ tình nghi có thể sẽ bị cáo buộc thêm các tội danh khác trong bối cảnh các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc. Cảnh sát hạt Martin công bố video bắt giữ Ryan Root, nghi phạm định ám sát ông Trump ở sân golf tại Florida ngày 15 tháng 9.
Video do Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin, bang Florida của Mỹ, công bố cho thấy nghi phạm Ryan Root bị bắt giữ vào chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc liên bang I-95 đi qua thành phố West Palm Beach. Chỉ có 18 giây của quá trình bắt giữ được công khai, trong đó thì cảnh sát yêu cầu nghi phạm đi lùi về phía lực lượng an ninh, hai tay kéo áo qua đầu. Tài xế, hãy lùi thẳng về phía sau, tiếp tục lùi đi. Một cảnh sát hô lớn trước khi đồng đội lao vào còng tay nghi phạm. Ruth đeo kính râm và dường như mỉm cười trong lúc bị áp giải. Theo cảnh sát trưởng hạt Martin Will Snyder cho biết, giới chức địa phương đang phải truy đuổi hơn 3 km mới bao vây được xe của Ruth. Nghi phạm Ruth trước đó đã mật phục ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf Trump International Golf Club ở West Palm Beach. Các mật vụ phát hiện ra nòng súng của nghi phạm nhô ra khỏi hàng rào gần vị trí ông Trump đang chơi và hai bên xảy ra đấu súng sau đó. Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Rick Bradshaw trước đó đã chia sẻ những bức ảnh về nơi ẩn náu của Ruth gần hàng rào sân golf, nơi nghi phạm thực hiện vụ nổ súng. Còn tìm thấy một khẩu súng trường tấn công kiểu AK-47, có ống ngắm, một camera GoPro và hai ba lô chứa đầy gạch treo trên hàng rào gần đó. Hiện tại thì nghi phạm Ruth đã trình diện tòa án liên bang ở West Palm Beach ngày 16 tháng 9, bị truy tố tội danh sở hữu súng dù là người từng bị kết án trọng tội và sở hữu khẩu súng bị xóa số series, đối mặt tối đa với 20 năm tù. Động thái khả năng nhằm cho phép giới chức tiếp tục giam Ruth trong khi bổ sung thêm các cáo buộc khác. Nghi phạm đã bày tỏ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Người này từng tuyên bố sẵn sàng tới Ukraine để tình nguyện chiến đấu đến chết và đã tham gia biểu tình ở Kiev. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine khẳng định họ không liên quan tới Ruth. Hồ sơ cảnh sát cho thấy thì Ruth từng hàng chục lần chạm trán với lực lượng hành pháp và từng bị bắt khi còn sinh sống tại bang Bắc Carolina. Các tội danh như tàng trữ ma túy, lái xe mà không có bằng, điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm và không có bảo hiểm. Tiếp tục chuỗi phát ngôn cứng rắn bảo vệ các lợi ích cốt lõi của quốc gia Hồi giáo trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và toàn cầu diễn biến phức tạp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua khẳng định nước này sẽ không từ bỏ chương trình phát triển tên lửa vì mục đích phòng vệ của mình. Tuyên bố trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tên lửa của mình bởi nó cần thiết cho việc đảm bảo an ninh tại khu vực, nhất là trong bối cảnh Israel đang hàng ngày nã tên lửa vào dải Gaza. Tổng thống Iran nhấn mạnh, nếu nước này không sở hữu tên lửa, Israel có thể tấn công Iran bất kỳ lúc nào. Trên quan điểm đó, Tổng thống Pezeshkian cho rằng cộng đồng quốc tế trước tiên cần thực hiện giải giáp vũ khí đối với Israel, sau đó làm điều tương tự với Iran. Tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Israel đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Iran cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas, ông Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran hôm 31 tháng 7 vừa qua và thề sẽ tiến hành biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Iran đang bị phương Tây cáo buộc chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine, dẫn đến việc phải hứng chịu thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích do ảnh hưởng của bão Boris khiến mực nước nhiều con sông ở Trung Âu dâng cao, gây lũ lụt trên diện rộng tại khu vực này. Chính quyền nhiều địa phương ở nhiều nước Trung Âu đã phải ban bố báo động sau cảnh báo sẽ có thêm mưa trong những ngày tới. Gió mạnh và lượng mưa lớn bất thường đã xảy ra tại nhiều vùng ở Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Rumani kể từ ngày 12 tháng 9. Mưa đã làm ngập đường phố và nhấn chìm toàn bộ khu dân cư ở một số địa phương, đồng thời làm gián đoạn giao thông công cộng và điện ở những khu vực khác của Trung Âu. Theo số liệu thống kê mới nhất, lũ lụt đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, trong đó 7 người ở Rumani, 4 người ở Ba Lan, 3 người ở Áo và 3 người ở Cộng hòa Séc. Hiện nhiều người vẫn đang mất tích. Theo cơ quan dự báo thời tiết, chỉ 4 ngày qua, một số khu vực ở Áo đã phải hứng chịu lượng mưa gấp 5 lần lượng mưa trung bình trong cả tháng 9. Lũ lụt đã làm vỡ 12 con đập khiến các dòng sông đầy bùn chảy xiết, trong khi hàng nghìn hộ gia đình không có điện và nước. Một số khu vực vẫn bị cô lập và hàng trăm người đã được sơ tán bởi trực thăng cứu hộ. Chính phủ Áo đã phải chi 300 triệu euro để khắc phục thảm họa lũ lụt này.
Tại Ba Lan, nước lũ cũng đã nhấn chìm thành phố Gluchovaci ở khu vực giáp biên giới Cộng hòa Séc, buộc nhiều cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá khoảng 260 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa lũ nghiêm trọng. Trong diễn biến đáng chú ý, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại và nhiều hộ gia đình ở Rumani đang phải sống trong cảnh không có điện do ảnh hưởng của bão lũ. Tổng thống Rumani Iohannis đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính quyền đã lập các trại di tản và khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ để giúp người dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại Cộng hòa Séc, nước sông Morava liên tục dâng cao trong đêm, khiến thành phố Litovel chìm trong biển nước, nhiều trường học và cơ sở y tế phải đóng cửa. Tổng thống Séc Pavel đã kêu gọi người dân quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân và khu vực chịu thiệt hại do trận lũ. Ủy ban châu Âu cũng cam kết sẽ hỗ trợ các quốc gia bị thiệt hại do bão, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.